Hiện nay, tất cả xã phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có điện lưới quốc gia. Nhưng theo thống kê, vẫn còn hơn 4.000 hộ chưa được sử dụng điện, chưa có đường điện về tận thôn bản. Người dân đã tự dựng cột kéo dây về sử dụng. Nguồn điện này vừa không đảm bảo điện áp mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Hơn 10 năm nay, gia đình chị Chảo Lở Mẩy vẫn sử dụng điện do gia đình tự mua dây kéo về. Đường dây điện phải nối từ công tơ điện cách nhà hơn 2 km nên điện rất yếu, gây nhiều bất tiện trong quá trình sử dụng. Lúc mưa thì cũng nó nguy hiểm, nó có sấm sét nó cứ chập điện đấy. Dùng cũng điện cũng chập chạm nhưng mà đề nghị họ kéo lên nhưng mà họ không kéo. Tháng 5 năm 2024, gia đình anh Đặng Ông Xính được bố trí về nơi ở mới tránh nguy cơ thiên tai. Tuy không còn nguy hiểm, song lại nảy sinh những khó khăn khi gia đình anh cùng 30 hộ dân trong xóm chưa có đường điện vào đến nhà. Anh Xính phải tự kéo dây điện nối từ cột ngoài đường với khoảng cách hơn nửa cây số vào đến nhà. Bây giờ thì mình cũng mong muốn là làm cái đường dây điện này nữa để sinh hoạt, để mình đầu tư thêm nhiều cái máy móc cũng vậy. Và khó khăn về đường điện này là để mình muốn mua cái máy sắt để sắt gạo, lúc đang sắt thì nó điện yếu, tao này không sắt được. Tủ lạnh các thứ thì nó chạy không đều. Vì chưa được đầu tư hệ thống điện đến tận nhà nên nhiều gia đình vẫn phải đầu tư cả chục triệu đồng để tự mua dây kéo điện. Đường điện cũng được chống tạm bằng tre nứa hoặc vắt ngang các thân cây ven đường, vừa mất mỹ quan vừa không bảo đảm an toàn. Có nhà người ta kéo đi tận 2 cây số, cái điện đi ở ngoài đường này rất là nguy hiểm. Cũng mong muốn chỗ chính quyền địa phương cũng như là huyện quan tâm để làm sao mà kéo được cái dây điện về cho bà con, để bà con ổn định cuộc sống cũng như là phục vụ cho cái nhu cầu của bà con. Tỉnh Lào Cai còn 154 thôn bản thuộc 62 xã chưa được đầu tư hệ thống cấp điện. Trong đó có hơn 4.000 hộ chưa được sử dụng điện và gần 4.200 hộ phải sử dụng điện tự kéo chưa bảo đảm an toàn. Tính toán tổng mức đầu tư đấy thì cần khoảng 930 tỷ đồng. Và tỉnh Lào Cai đã đề xuất với Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ. Thì tuy nhiên thì đến nay thì Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt cái chương trình cấp điện nông thôn miền núi hải đảo giai đoạn 2021-2025 nên là chưa có kinh phí để thực hiện. Sử dụng điện an toàn là nhu cầu cấp thiết của người dân. Điện cũng góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng cao. Do đó, các ngành chức năng tỉnh Lào Cai cần sớm có giải pháp để hỗ trợ người dân được sử dụng điện, từ đó thuận lợi cho việc triển khai các chính sách hỗ trợ an sinh của nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp luật sư Đào Nguyên Thuật, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư cũng như thông qua số điện thoại đường dây nóng. Xin chào luật sư, cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Vâng, xin chào biên tập viên Hoàng Hà. Xin kính chào quý vị khán giả của chuyên mục Hộp thư truyền hình. Thưa luật sư, mở đầu chương trình chúng tôi xin gửi tới luật sư câu hỏi của khán giả Nguyễn Quang Đại ở Thanh Hóa, câu hỏi như sau. Em thế chấp sổ đỏ một mảnh đất để vay tiền ngân hàng, giờ em xây nhà xong, làm sao để gắn tài sản trên đất? Có bắt buộc phải gắn tài sản trên đất là căn nhà vào sổ đỏ đó không? Nếu không làm thì có rủi ro hay bị phạt gì không? Em xin cảm ơn. Xin mời luật sư. Xin chào bạn Đại. Câu hỏi của bạn thì tôi xin được giải đáp như sau. Theo khoản 1, khoản 2, điều 131 của luật đất đai năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, về nguyên tắc đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất, thì đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý. Đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng được đăng ký theo yêu cầu của chủ sở hữu. Với quy định nói trên thì pháp luật không bắt buộc bạn phải đăng ký bổ sung ngôi nhà vừa xây xong vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp mà bạn có nhu cầu đăng ký bổ sung vào nhà ở vào giấy chứng nhận thì bạn phải nộp hồ sơ, tức là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản, bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai tại nơi có đất theo quy định tại điểm B khoản 2 của điều 136 luật đất đai. Tuy nhiên thì do bạn đang thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng để vay tiền thì nên hiện thời bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được ngân hàng quản lý. Bạn không thể yêu cầu ngân hàng cung cấp cho bạn giấy chứng nhận để bạn thực hiện thủ tục đăng ký biến động bổ sung nhà ở.
Do vậy thì trường hợp bạn vẫn muốn đăng ký quyền sở hữu nhà ở vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn chỉ có thể thực hiện sau khi đã xóa thế chấp. Luật không bắt buộc phải đăng ký biến động nhà ở nên sẽ không có chế tài nào được áp dụng đối với chủ sở hữu nhà ở sau khi hoàn công. Thì về rủi ro thì hầu hết thì các trường hợp đồng thế chấp hiện nay đều quy định tài sản được hình thành sau khi hợp đồng thế chấp được ký kết cũng được coi là tài sản thế chấp. Do vậy trường hợp bên vay không trả được nợ đầy đủ và đúng hạn thì không những ngân hàng có quyền phát mại quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại thời điểm thế chấp mà còn có quyền phát mại cả các tài sản hình thành sau thời điểm thế chấp. Để hạn chế rủi ro thì người vay cần thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng cũng như hợp đồng thế chấp để tránh việc bị phát mại tài sản thu hồi nợ. Thưa luật sư, khán giả Cao Văn Hoàng ở Điện Biên hỏi. Xin hỏi luật sư, luật đất đai 2024 mới có hiệu lực, trong đó có quy định mới về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của các cấp chính quyền địa phương. Vậy cấp xã thì được giao, cho thuê những loại đất nào? Mời luật sư. Vâng, xin chào bạn Hoàng. Câu hỏi của bạn thì tôi xin được trả lời bạn như sau. Căn cứ theo điều 123 của luật đất đai năm 2024, có hiệu lực từ tháng 8 năm 2024 thì quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau. Thứ nhất là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây. Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức trong nước. Giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc. Giao đất, cho thuê đất đối với người có gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Thứ hai, Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây. Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân. Trường hợp cho cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 hectare trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định. Giao đất đối với cộng đồng dân cư. Thứ ba, Ủy ban Nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn. Thứ tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này là cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh, gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày luật này có hiệu lực thi hành và các trường hợp quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của luật này. Thứ năm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các khoản 1, 2 và 4 điều này không được phân cấp, không được ủy quyền. Như vậy thì từ tháng 8 năm 2024, Ủy ban Nhân dân cấp xã chỉ có thẩm quyền cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định nêu trên. Thưa luật sư, khán giả Lưu Hải ở Quảng Ninh hỏi. Đợt bão số 3 vừa rồi, gia đình tôi và các hộ bên cạnh bị thiệt hại rất nhiều tài sản. Tôi xin hỏi, điều kiện để sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai là như thế nào? Tôi xin cảm ơn. Xin chào bạn. Câu hỏi của bạn tôi xin được trả lời bạn như sau. Điều 4 Nghị định số 02 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh quy định về điều kiện hỗ trợ như sau. Các hộ sản xuất bị thiệt hại được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau. Thứ nhất, sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương. Thứ hai, có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung như là trang trại, gia trại, tổ hợp tác xã và nuôi trồng thủy sản theo mẫu số 6 của phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này hoặc là giấy chứng nhận kiểm dịch nếu có. Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi, trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào kê khai. Các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai và được xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng. Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai dịch bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Thời điểm xảy ra thiệt hại thì đối với thiên tai, trong thời gian xảy ra thiên tai trên địa bàn được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương xác nhận. Đối với dịch bệnh thì trong khoảng thời gian từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch. Trường hợp đặc biệt,
ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên chưa đủ điều kiện công bố dịch, cần phải tiêu hủy gia súc, gia cầm theo yêu cầu của công tác phòng chống dịch để hạn chế dịch lây lan, thì thời điểm xảy ra thiệt hại là khoảng thời gian tính từ khi phát sinh ổ dịch đến khi kết thúc ổ dịch. Như vậy thì các hộ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng đủ 4 điều kiện theo quy định nêu trên. Thưa luật sư, khán giả Bàn Văn Thủy ở Thanh Hóa hỏi: Tôi có đứa cháu bị mồ côi bố mẹ từ khi còn nhỏ. Cháu ở với tôi khi bố mẹ cháu mất. Xin hỏi sau này cháu lớn thì có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không? Xin mời luật sư. Xin chào bạn Thủy. Tôi xin giải đáp câu hỏi của bạn như sau. Theo khoản 2 điều 41 của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. Khoảng 3 điều 41 của luật nghĩa vụ quân sự 2015 cũng quy định là công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Như vậy thì người mồ côi từ nhỏ không thuộc đối tượng miễn gọi nhập ngũ theo quy định trên. Vâng, xin cảm ơn luật sư đã giải đáp những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Hoàng Hà. Thưa quý vị, do thời lượng của chương trình có hạn, những câu hỏi hay thắc mắc của quý khán giả chúng tôi sẽ tổng hợp và giải đáp trong những chương trình sau. Nếu có thông tin cần phản ánh hoặc clip phản ánh, quý vị gửi về địa chỉ email hộpthunhandantv@gmail.com hoặc gọi đến đường dây nóng của chương trình 0243 756 756 0946 401 661. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.